Chuyển sang các nội dung đang chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã giải ngân 33 dự án, giải quyết cho 243 hộ vay với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng trong đó nguồn trung ương một dự án 500 triệu đồng và nguồn thành phố 32 dự án hơn 8,6 tỷ đồng. Đồng thời, từng nguồn quỹ đã gia hạn 90 triệu đồng cho ba hộ vay, thu nợ hơn 9 tỷ đồng, kịp thời hoàn trả trung ương đúng hạn và quay vòng cho vay với các dự án mới, hạn chế thấp nhất tình trạng tuồn động vốn. Nhìn chung hoạt động quỹ hiệu quả, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải thiện đời sống hội viên và nâng cao quy mô sản xuất của nông dân. 6 tháng cuối năm, hội nông dân tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, liên kết với các ngân hàng, triển khai các dự án từ nguồn vốn thu hồi hiệu quả.